đèo 14 tầng ha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chạy lên trên trển. Ở cái đèo 14 tầng này á các bạn, thì mình đi mình sử dụng ly cam chứ lộn, mình sử dụng ly cam á, mình quay thì thấy nó sẽ rõ hơn, còn nếu mà mình chạy xe như thế này thì thấy cũng bình thường thôi, không giống như những con đèo khác các bạn. Đấy, chắc là lên trên kia cao thì nhìn xuống nó sẽ đẹp hơn. Đó, xe mình đã gắn ống tiêu lại rồi các bạn. Để bạn thấy là mình lên dốc là mình để số 2, mình kéo lên dốc thì nó rất là nhẹ, không cần phải về số 1 luôn. Còn nếu mà tháo ống tiêu ra thì nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Tại những cái cua thì mình thấy đường hơi xấu nè, phải cua đường hơi xấu. Do cái địa hình của cái núi này nó cao hay sao mà người ta làm nó hơi dốc một tí xíu. Chạy lên hết đèo các bạn thì mình sẽ nhìn thấy cái quán đầu tiên. Thì các bạn sẽ nhìn qua bên đây, có cái hướng mũi tên nè. Đây là cái hướng mà để mình lên, mình check in được cái cảnh đèo 14 tầng ở phía dưới ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ lên. Đấy, đường lên thì nó như thế này, hơi khó đi đó các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy mũi tên trên vách đá nè. Đấy, thì mình sẽ đi ở đây. Đi tầm khoảng một cây số các bạn. Ở dưới là đường nhựa của chúng ta nè.
mình sẽ đi lên trên một cái quả đồi. Leo núi tầm khoảng một cây số, các bạn lưu ý là mình nên đem theo nước nha. Và đi nhẹ nhàng thôi. Có những đoạn lên dốc và có những đoạn xuống dốc. Để chụp được một cái bức ảnh đẹp thì chúng ta phải bỏ ra khá nhiều công sức. Lúc đầu thì đường nó hơi khó đi, nhưng mà bây giờ thì mình thấy đi cũng tương đối dễ rồi. Ở đây không có chỉ dẫn ta. Đây, đoạn này bây giờ chúng ta đang đi xuống nè. Nhưng mà tí xíu nữa đi lên thì chúng ta sẽ là gọi là leo núi lên. Đó, đường đất hơi trơn. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy hướng mũi tên. Do chủ quán đã sắp xếp cho các bạn dễ đi tham quan ha. Bởi vì ở trên kia còn một cái nhánh nhỏ trên nữa. Nếu mà chúng ta không biết là đi lạc á. Xung quanh mình là rừng cây núi ha các bạn, khá là thú vị. Khúc đầu mình leo lên thì mình cảm giác là nó mệt và nghe nó làm biếng lắm, nhưng mà các bạn đi từ từ thì sẽ thấy hết cái cung đường này. Đây chúng ta sẽ bắt gặp một mũi tên nữa. Đoạn này đá hơi nhiều các bạn. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ trèo lên nha. Rồi. Đây có thêm một cái dấu mũi tên nữa nè. Ủa đúng được không ta? Mình không phát hiện thêm được dấu vết chỉ đường. Qua đây là vách núi nè. Wow, mình đã phát hiện được dấu vết chỉ đường tiếp theo. Wow, khá là thú vị. Đây, chúng ta phải leo lên ha các bạn. Mình đã leo khá là cao, nhưng mà chỉ thấy được có một đoạn thôi. Còn phải đi lên tiếp nữa các bạn. Tới đây mới nửa đường hả các bạn. Đây bạn này chạy chiếc MT03 nè, mới leo lên trên rảnh. Mình đi. Đăng, bức ảnh đáng đồng tiền. Leo mệt lắm các bạn chứ không phải sướng đâu nha. Nó hơi hỏi nó đứng chứ không phải là mình đi bình thường nữa đâu.
Bây giờ mình sẽ leo tiếp thôi. Hết nói chuyện nổi rồi các bạn. Dặn mọi người đem nước trong khi mình không có đem nước. Và chủ quán mà nói là 1 cây số các bạn. Nhưng mà nãy giờ mình leo gần chết luôn mà chưa có xi nhê gì hết. Cạn nước rồi. Mình mới vừa gọi cứu hơi cứu diện lên, đem nước lên cho mình. Bây giờ ngồi đây nghỉ mệt các bạn. Leo núi là một cái bộ môn mà chúng ta không có phải dùng sức quá nhiều. Chúng ta phải nhịp nhàng, điều độ ngay từ lúc bắt đầu. Cũng giống như là trong cái quá trình mà mình đi tour vậy đó. Các bạn thấy là đi xuyên Việt hoặc là mình đi từ Nam ra tới Bắc, mình nghĩ là mình chỉ chạy xe đơn giản thôi, nhưng mà trong cái quá trình mình chạy xe á, điều kiện thời tiết nè, đường xá, thể lực, rồi mình xử lý nhiều cái tình huống trong quá trình mình chạy xe, nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó thay đổi. Nếu như lúc đầu các bạn chạy, các bạn dùng sức nhiều, các bạn chạy nhanh, thì cái chặng hành trình ở giữa và cái đoạn cuối của mình nó sẽ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Bởi vì lúc mà các bạn cảm thấy là chán nản, các bạn mệt, các bạn muốn đi thiệt nhanh để trở về nhà, thì những cái giây phút đó nó sẽ làm cho các bạn mất tự chủ, không có kiểm soát được cái tình huống trong quá trình mình sử dụng chạy xe. Hôm nay mình đi cái tour 10.000 cây. Là một cái tour cũng gọi là tương đối dài đó các bạn. Đi qua rất là nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Mặc dù là cái lượt xem của mình nó không có cao, nhưng mà còn rất là nhiều bạn xem và ủng hộ. Còn 1 người xem mình vẫn làm clip, 2 người xem mình vẫn làm clip, hay là 10 người xem, hay là 100.000, 1 triệu lượt xem gì đó, thì mình vẫn làm clip và mình vẫn là Phạm Tuấn bình thường thôi. Dù hôm nay mình có mua xe này, mai đổi xe khác, đi tour này, đi tour khác, nhưng mà mình vẫn là mình. Nghỉ mệt tí xíu các bạn, tí xíu và leo lên tiếp và quay cho các bạn về cái đèo 14 tầng này nha. Công trình của mình leo lên đây sắp được hoàn thành rồi các bạn. Ôi các bạn thấy xa ghê chưa? Từ ngay chỗ cái quán đó đó mà mình đi bộ theo đường núi nè, đi tới đây. Rồi xa ghê luôn á các bạn ơi. Cái này là hơn 1 cây số luôn á, chứ không phải là 1 cây nữa đâu nha. Tí xíu về mình sẽ bấm mét thử coi là xa bao nhiêu nha. Đây, và điểm đến cuối cùng của mình ha các bạn. Đây, gần lên tới rồi đó. Giờ mình đem nước sắp lên tới rồi. Wow, rất là đẹp các bạn. Khi mà các bạn bắt đầu á, thì phải nói chính xác là khi mà các bạn đang trong cái giây phút mà tuyệt vọng á, thì các bạn phải nhớ tới cái vấn đề, nhớ tới cái mục tiêu mà lúc mà mình mới vừa bắt đầu. Nó sẽ là cái động lực cho các bạn ha. Mình cam đoan với các bạn, sau khi mà các bạn đi một cái cung đường núi như thế mà leo lên tới đây, nhìn được cái cảnh này, thì mình bảo đảm là bao nhiêu cái công sức của các bạn nó sẽ được đền bù xứng đáng luôn. Đấy, cái quán ở đó tuốt đằng xa xa kia kìa. Mình đi theo cái đường rừng này nè, bọc qua đây. Đấy, rồi leo lên tới trên chỗ mình đang đứng đây nè. Vẫn còn có thể là đi tiếp nữa các bạn. Ở cái mé bên đây á, đây là các bạn thấy cái nhà của người ta không? Thì ở phía sau lưng của mình này còn một cái đường nữa nè. Thì đi bọc theo cái ngọn núi này thì sẽ lên được cái nhà ở trên trển. Nhà trển thì chắc view nó sẽ đẹp hơn nữa các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là đi tới đoạn này ngắm được cái chỗ này là rất ok rồi. Ở trên cái ngọn núi đó mà người ta cất được cái căn nhà trển các bạn. Rồi phải quá là không phục luôn á. Đấy, người ta còn đi lên tới trên cái đỉnh tốt cao trên trển nữa kìa. Trời, mình phải khâm phục là con người khám phá là khủng khiếp luôn. Nội mà đi bộ thôi, đi không nổi, làm sao mà người ta đem đồ lên ta cất cái nhà trên trển nữa bạn. Hay quá hay luôn.
mỗi lần mà muốn đi xuống đây là muốn phải đi một cái đường khủng khiếp như thế này, lội bộ. Ê! Bà nội mày đi trên núi mà nói mày bà leo gần mà gì thì lên đây còn mấy bước nữa nè. Chậu không có nước cho đi không nổi rồi. Giờ chỉ có đi đường tắt thôi. Có đem dù không? Không. Đem dù sao nhảy xuống. Cố lên, còn miếng nữa thôi. Cái đèn dụ giờ leo lên đây hả? Ở đây mới nửa đường à, ở nhà trên kia kìa mới là cái chỗ leo trển á. Mẹ ơi. Còn nửa đường nữa. Hả? Nói chơi á là đây đi được rồi. Hả? Lên rồi. Còn có mấy bước nữa nè. Còn xuống kéo lên. Thôi lên đây đi. Từ từ lên, nhẹ nhàng thôi. Nước đây nè, không? Lên đây đi. Đúng là phải có cái cây như vậy mới leo lên nổi đó. Dân chuyên nghiệp nó vậy á. Cái gì mà đem bánh đem trái đem lâm vậy? Thì do ăn nè. Trời ơi, tao đem nước thôi. Đi bộ mà leo, tao kêu đừng có đem theo túi đồ nhiều, đi không có nổi. Rồi lên tới đây là giỏi rồi đó. Hồi nãy thấy cái bạn kia mập ú mà còn leo nổi không? Sao còn biết người ta leo lên tới đây? Thì chắc chắn là sẽ lên tới rồi mới đi xuống chứ. Mệt rồi. Đây. Ở đây thì mình nhìn chưa có đã đâu. Leo nửa đường nữa lên tới nhà trên kia kia mới đã. Hồi nãy là nhìn nhà anh kia nó mắt đụng cái gì kỳ ta. Lẽ leo lên tới trển. Ê đừng có ngồi gần vách núi nguy hiểm. Rớt đôi dài xuống là không có mang về. Cái cây này là báo bối. Hồi nãy là kiếm cái cây vậy mà không có cái cây nào hết. Đã không, đã không? Đây có lây cam bay gì đó. Hỏi vợ leo lên núi mình thấy cái gì? Thấy mệt chứ thấy gì? Thấy cảnh nè. Phải có lây cam bay đẹp rồi, khỏi có công lên. Đúng không? Có lây cam bay, lây cam heo được rồi. Rớt cục tiền liền. Mua cái lây cam đi. Thôi, giờ leo lên đây rồi, hết rớt. Thì còn chỗ khác. Kỹ lắm luôn. Còn chỗ gì 2000 bậc hang gì đó. Nãy gặp bạn kia chứ kia kìa, hỏi em đứng phải không? Em đứng ở đi Bình Liêu em 2000 bạc không? Đúng rồi. 2000 bạc thì tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Đi vô đi ra luôn. 3 tiếng. Chút nữa bạn đó lên tới đây giờ. Trai gái. Hai người nam người nữ. Tưởng nó con gái không vui rồi. Thì ngái xong rồi á, cái giặt dưới luôn khỏi đừng phải rước xuống. Rồi. Sáng giờ ăn 5-6 cái trứng đuối quá. Thôi quay cảnh cho các bạn xem nè. Đẹp không? Nãy giờ mình quay nhiều rồi. Mà mình quay vậy thì các bạn chỉ thấy được có một tí xíu thôi. Phải thực tế mình leo lên, tự mình leo lên mới đã. So với 2000 bậc thang ở Bình Liêu thì cái này chỉ là con kiến thôi. Không được cái hở tâm nguyện chồng bữa ông nói chồng ước được leo núi thôi. Thôi khỏi đi, hụ má. Cái ngọn núi thôi. Cái này người ta làm đường sẵn cho mình đi rồi đó. Còn mà thật sự mà leo thì nó lại khác nữa. Mà núi này không phù hợp cho việc lên núi. Thấy chồng còn tỉnh quá. Hồi nãy leo lên nửa đường má suy nghĩ. Má lại quay xuống ta. Mà giờ quay xuống thì không có clip cho các bạn xem. Ráng hết sức leo lên. Mà không có nước uống đâu có leo xuống nổi. Hồi xưa tao đi. Hồi xưa cái lúc mà 18, 17, 18 tuổi á, lúc đó một mình leo núi Bà Đen không có chai nước nào hết. Lên tới trên đỉnh luôn. Lầm nước người ta uống. Có bánh thôi nè ăn đi. Mà bây giờ đi đây nè, không ai dục bình nước nó hết, sao mà lầm uống. Đúng không? Đi dục mấy bình nước đi mấy bà nội. Núi Bà Đen á, nó dục dài dài luôn, như là chạy marathon tiếp sức vậy đó. Không có đem tiền đâu, có mua nước được đâu. Không có lụm uống luôn. Chút nữa uống xong để một chai ở đây, để hẳn một chai ở đây luôn. Cho ai mà lên đây không có nước uống uống. Ai dám uống mới sợ. Chưa khui mà. Nếu người ta còn nguyên siêu nè. Aroma luôn chứ bộ. Thôi nghỉ mệt đây các bạn ơi. Này lên sau của tụi mình nè. Tí xíu mình sẽ gặp ở hang Bắc Bó nha các bạn. Hello fan của anh Phạm Tuấn nha. Từ Sài Gòn ra luôn các bạn.
Rồi đi tiếp hả? Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ leo xuống nha các bạn. À quên, để mình bật cái đồng hồ coi tí xíu đi xuống xa không. Tí từ từ, không xuống tới rồi đây nè. Xuống nó dốc quá, nguy hiểm. Ồ, mình mới vừa bắt gặp một em xinh tươi ở bên bờ suối. Em gì ơi cho anh hỏi thăm một chút coi. Đâu rồi? Ê, mặc áo vô rồi nhìn thấy gì? Đi xuống thì nó đỡ mệt hơn, các bạn sẽ không có mệt mỏi nhiều nhưng mà nó sẽ bị mỏi đau chân một chút bởi vì hơi bị dốc. Chị à? Ở đây kiếm cái cây không ra luôn. Có lấy cái chà xuống thì được. Lấy đồ róc. Bác Hồ xưa người ta đi được mà. Đường lên dốc núi khó khăn trăm bề, em biết không? Giống như là chồng phải mình làm buồn vậy. Vậy lên, chồng hồi nãy mới leo tới đây nè, là gọi điện cho vợ rồi. Trời mẹ ơi. Đi mà tưởng lên tới trển là mới gọi chứ. Đi lâu vậy luôn hả? Ừ. Vợ lên lại em, chồng đi lâu vậy. Con trai nặng hơn gái. Nặng hơn cả ký 2 lần đó. Làm gì được một ký mà được ký 2. Người ta thường gọi là một cây 2. Cây 2 này có mấy trăm gram mà má ơi. Má đi xuống hồi nó muốn nhảy xuống luôn cho rồi. Mệt quá. Suzuki GD phía trước nè các bạn. Thì mướn cái chiếc này ở Hà Nội. Hồi nãy chúng ta gặp hai bạn ở trên núi đó. Bây giờ thì mình xuất phát trước đây. Tạm biệt hai bạn. Đây là đúng chất kiểu làng quê Việt Nam không các bạn. Mình vẫn bị xuống một trong những cái con dốc cũng khá là khó khăn. Qua được chưa anh? À. Đẩy vòng qua đây, đẩy vòng qua đây đi. Thả luôn, thả luôn, thả. Rồi qua đây dưới cục đá rồi. Rồi rồi đưa anh ơi. Ờ cảm ơn anh nha. Dễ đi. Không nặng nó mới làm nó cứng bánh. Leo lên. Không không. Leo lên đi.
đâu, trượt gì đâu. Tầng rồi cái đèn này đèo này bao nhiêu tầng vậy ta? Mình xin ngược lại đi đếm tầng cho các bạn coi chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Rồi. Ở trên này nữa nè. Rồi thôi xong rồi làm ơi. Nó nói 1 tiếng rưỡi tới. Không hiểu chạy 1 tiếng rưỡi chạy kiểu gì. Cái đường bây giờ nó phải nói là cực kỳ giặt sóc luôn các bạn. Và ban đêm sao thấy được chạy cái quan trọng rồi chơi. Cái đường cong cong hồi nãy mình cho các bạn xem trên bản đồ nè. Bây giờ mình bắt đầu vào cái cung đường này rồi.
tiếp tục cuộc hành trình. Mình có nên tin cái thằng Google này không các bạn? Nó chỉ mình vô chuồng heo nhà ta hay sao? Khúc à? Không không có khúc à? Được được. Ném sam đi. Từ từ phải ấn hậu chậm chứ không? Rồi đoạn này hơi bị căng. Rồi để từ từ đi. Đây các bạn thấy là sình nó cỡ này nè. Cho mình thì lội qua cũng khá là ok. Bãi lầy rồi các bạn, thì mình sẽ tiếp tục là đi được con đường nó cũng khá là tôm tắp. Nhưng mà chưa biết cái gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Bước chiến. Đây mình bị thằng Google Maps nó chơi thăm rồi các bạn ơi. Nó chỉ nè, nó chỉ biết bây giờ nó chỉ mình đi cái đường mà đâu rồi trời. Dừng lại nghiên cứu. Đây là các bạn, con đường tắt nó dẫn ra đây nè. Á đù mấy cái đường tắt gì vậy? Ủa đi bò hụ nè đó. Hai gì hồi nãy ở đây tắt qua cái là tới đúng không? Đây để mình sẽ coi thử cái đâu. Núi ta lỡ dày bạn, chỉ đi đường dày đó ngay luôn hả bạn, thấy không? Đồ má hên này nha, phải mà kiếm được cái đường này mà chạy đây chắc khóc quá. Cái này đâu phải con đường đâu, chắc có đường mà đúng lỡ thì bởi xe chạy
là phải có đường, đường nó xấu thì vẫn có thể chạy được, còn không có đường làm sao mà chạy được. Đau lòng. Các bạn hãy rút kinh nghiệm cái vấn đề đường tắt nha. Đi không nở đâu, quanh qua đây nè. Đi ra gần vùng biên giới các bạn. Cái sóng điện thoại với lại GPS đó, nó bị nhiễu loạn nè. Đấy. Mình đang đi trên con đường này mà bây giờ nó vị trí của mình nó chạy tùm lum hết nè các bạn. Không biết là đúng không nữa, hay là đi đường tắt nữa là chết luôn. Xung quanh là rừng núi đâu các bạn, không có người luôn á. Xuyên qua ngọn núi, người ta làm được.
là một cái ngã ba Định Mệnh, một cái là về thành phố Hà Hoa Tráng Lệ, một cái là đi lên núi. Mà còn có 7 cây rưỡi nữa mà chạy vô luôn. Đây, mình đã vô một cái nhà nghỉ ở gần hang Bắc Phó ha các bạn. Ngày mai mình sẽ check in km số 0 đường Hồ Chí Minh, điểm bắt đầu và điểm kết thúc ở dưới Cà Mau. Leo núi xong giờ leo cột hang nghe thấy khỏe quá các bạn. Không còn quá khó khăn. Đây, phòng 200.000. Có thể là mình sẽ ở lại đây 2 ngày để dưỡng sức. Nhà tắm thì không có gì đặc sắc. Đủ xài thôi chứ cũng không phải là sạch sẽ lắm. Nhưng mà cũng tạm ổn. Hôm nay hay chồng mình đi cũng khá là mệt mỏi rồi, nên là kết thúc video clip là tại đây nha các bạn. Ngày mai mình sẽ check in hang Bắc Bó, suối Lenin và cột mốc số 0 cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt.